nó phát ra tiếng nhạc và nó cứ đi qua đi lại mãi à. Và mình giới thiệu với các bạn, đây là một chú hổ có thể nhảy. Trời, chạy như nó chạy không có được tốt cho sức khỏe. Còn đây là con cá sấu, nó chỉ phát ra tiếng nhạc. Mà như nó có màu đen và màu xám và màu vàng. Ok, để mình bật nó. Nhìn con cá sấu này. Các bạn nhìn lạ không? Đáng lẽ là nó kêu gừ 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 nhé. Tiếp theo là con cua. Con cua có màu đỏ, màu vàng và màu xanh nấp biển nhạt. Ok. Cute crab nha. Còn đây là... Ủa? Đây hả? Trời ơi, nó đi ngang này. Con bèo qua bèo lại vậy ta. Ok, mình để lại. Tiếp theo đây là một con khủng long nha. Khủng long bảo chúa. Ok. Cái này chơi bóng đó các bạn. Ôi dồi. Không đau. Cái này không đau. Còn cái con cá sấu này rất là căng, rất là đau nên mình không chơi. Tiếp theo là